cái là mọi người. Đây là chiếc xe chia 150. Có đồ chơi luôn nha mọi người. ISS Rider. Đây, ốc màu luôn nha mọi người. Ban đầu review đây là con xe của thằng em. Thôi ăn đi em. Chia bằng số nha mọi người. Em thả buổi trưa không ạ? Lên vô lục trụ luôn nha mọi người. Mặc anh diện nha, mặc anh diện nha. Ai đừng có vô đạp nó trả lại là ấy đó nha, đạp nó trả lại là tét lóc. Đạp chẳng nha. Thôi kéo cái bảo vệ mới ra. Thôi trả nó đây khóc rồi. Bảo vệ mới ra, ta mua đất. Quay clip bậy nó mặc quần vô rồi. Trời ơi anh em mà chết khóc. Tụ mà anh em không mà ba. Lúc mày tụ ta mà khóc. Ôi lúc quá. Người sư cùng túc. Tụ gần lại mày ngồi mày cười vui lắm à. Ôi nè. Không biết đâu. Đây là bình băng bông mai. Máy là 54. Chơi game nha mọi người. Su con cút. Bô xe chia nha mọi người. Mẹ có chơi giỡn xíu khóc. Với cười cái. Cười cái. Thôi cãi đừng mấy. Mua ăn hai cao tay chịu không? Dài dài dạ, đít nhá hả? Sướng cỏ đam, cỏ đam nhọn. Nói chứ ăn hai cao tay được không? Hả? Đi nhà sửa hai cao tay cười. Nhà sửa, nhà sửa. Khó chịu quá quay. G15 Vinh. Gần 15 nha mọi người. Mới lấy luôn. Đây của em ở cái sách. Ba nó ra khó chịu lắm á.